Dạ em xin chào toàn thể quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Nhà Trồng ha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều thời gian qua đã ủng hộ kênh của em ha. Thì hôm nay với video mới tiếp theo là em xin chia sẻ đến quý anh chị cái cách mà mình trồng cây dưa hấu trong thùng xốp với anh chị ha. Đây là bịch hạt giống dưa hấu của em mới mua đây anh chị, hạt giống của công ty Hương Nông ha. Thì dưa hấu mấy anh chị mua ngoài chợ về mấy anh chị ăn xong mấy anh chị để hạt lại, phơi xong rồi làm giống trồng cũng được, nhưng mà thật sự thì nó sẽ không hiệu quả, mức độ nảy mầm nó cũng không cao bằng hạt giống người ta đã xử lý rồi mấy anh chị. Cho nên là hôm nay em sẽ mua bịch hạt giống luôn ha, chứ em không có sử dụng hạt giống lấy từ ngoài chợ. Thì em mua bịch hạt giống này để cho mình trồng cho nó đạt cái tỷ lệ nảy mầm cũng giống như là sức đề kháng của cây rồi nó tốt hơn nha mấy anh chị. Rồi thì bây giờ mình tiến hành đi trồng hả mấy anh chị. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ đi ngâm cái hạt giống này mấy anh chị ơi. Dạ thì để ngâm hạt giống này thì mấy anh chị chuẩn bị giùm cho em ha. Đây là một cái chén nước mấy anh chị, mình pha với cái tỷ lệ là 2 phần nước sôi và 3 phần nước lạnh ha mấy anh chị. Cho nó ấm ấm, khoảng tầm nhiệt độ khoảng tầm 50 độ thì hợp lý với anh chị. Mấy anh chị không cần phải đo độ đâu, mấy anh chị chỉ cần pha cho em 2 phần nước sôi và 3 phần nước lạnh là ok rồi. Mình sẽ cho vào một cái lượng vừa đủ để mình trồng tại nhà mình thôi ha mấy anh chị. Chứ nếu mà mình cho hết cái bịch hạt giống này thì vào thì nó nhiều lắm. Đó. Ở đây em mua cái bịch hạt giống đây, tỷ lệ của nó là 5g ha, cho nên là trong đây cũng có khá là nhiều. Nếu mà được thì mình trồng cũng được vài lần đó. Ở đây thì em cho một ít số lượng hạt giống dưa hấu này để vào mình trồng thôi anh chị. Đó, anh chị có thấy rõ không? Để em lấy nét lại. Đó, đây là phần hạt giống em lấy ra để em ngâm nha anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vào cái chén nước này. Đó. Thì mình ngâm như vậy ha. Còn cái phần trong còn ở đây còn lại thì mình sẽ để mình để dành trồng lần sau. Thì mình để như thế này mấy anh chị ngâm dùm cho em trong thời gian khoảng tầm từ 6 đến 8 tiếng ha. Bây giờ thì khoảng tầm 9 giờ sáng rồi. Em ngâm đến khoảng tầm cỡ chiều thì em bắt đầu em cho vào khăn để mà em ủ nó. Thì nếu mà mấy anh chị mà không ngâm á thì lúc mà mình đi gieo cái hạt luôn á thì cái tỷ lệ mà hạt nảy mầm thì mình cũng khó cái kiểm soát được mấy anh chị. Mình ngâm như thế này thì cái hạt nó tỷ lệ nảy mầm nó cao hơn. Rồi cái thứ nhất, với cái thứ hai thì nếu mà cái hạt nào mà nó bị lép á thì mình biết được và mình bỏ luôn đi, đỡ cái mất công mình gieo, có khi mình gieo nó chảy lên phải không anh chị ơi. Rồi thì mình để đây một lát nữa, những cái hạt dưa của mình nó no nước thì nó sẽ chìm xuống, còn hạt nào mà nó nổi lên thì có nghĩa là hạt nó lép và nó hư không anh chị. Dạ thưa quý anh chị, và đây là hạt giống dưa hấu của chúng ta sau 2 ngày 2 đêm ủ hạt ha. Em sẽ mở ra cho anh chị xem. Ten ten ten. Nè mấy anh chị thấy không? Bây giờ nó đã nứt ra hai cái lá mầm mấy anh chị. Xong rồi nó đâm ra các cái rễ cám, rễ con ha mấy anh chị ha. Thì như vậy thì bây giờ bắt đầu mình sẽ cho nó ra ngoài để mình trồng ha mấy anh chị. Thì bây giờ em sẽ lấy nó ra và em ôm nó vào trong các cái ly nhựa này mấy anh chị ha. Bây giờ em sẽ lấy ra xong rồi em ôm vào trong những cái ly nhựa này. Thì để ôm vô trong cái ly nhựa này thì trước tiên thì quý anh chị phải cắt cái lỗ dưới để cho cái ly của mình nó thoát nước ha anh chị, để mà mình tưới cho cây dưa thì nó sẽ không bị úng ha. Mình sẽ cắt sát bên mép này anh chị. Đó, mấy anh chị cắt cho em hai lỗ hai bên này anh chị để cho nó thoát nước cho nó tốt ha. Sau khi em cắt lỗ ở dưới cái đáy ly xong thì bây giờ bắt đầu em cho đất vào để em ươm cái hạt dưa hấu ha mấy anh chị. Em sẽ sắp cái ly của em vào trong cái thùng đây mấy anh chị ơi. Mình để cho nó gọn và mình dễ di chuyển ha mấy anh chị. Rồi thì em đã cho cái đất vào trong cái ly của mình hết rồi ha mấy anh chị. Thì cái đất này đất thì em đã trộn với xơ dừa, với phân bón rất là đầy đủ rồi mấy anh chị ha.
em trộn phân bò. Quý anh chị có thể sử dụng phân trùng quế hoặc là phân gà vân vân, bất cứ cái loại phân hữu cơ nào anh chị có anh chị ha. Rồi thì bây giờ mình ươm hạt vào trong cái khay này luôn hả anh chị, trong các cái ly luôn anh chị. Em sẽ dùng một cái que như thế này và em sẽ khoét cho nó một cái lỗ trên này cho anh chị. Sâu khoảng tầm 1,5 cm thôi anh chị ha, không cần quá sâu nha anh chị. Rồi bây giờ em bắt đầu sẽ gỡ cái hạt dưa ở trong cái miếng vải mà mình ủ ra để mình ươm vào trong các cái ly của mình nha mấy anh chị. Có nhiều cây nó bắt đầu lớn quá rồi, nó bỏ luôn cái vỏ hạt luôn anh chị ơi. Rồi mấy anh chị ươm, nếu cái nào mà nó nứt còn ngắn thì mấy anh chị cho nó ngập xuống dưới đất luôn, còn cái nào mà nó nứt dài hơn tí xíu rồi thì mấy anh chị cho nó ngôi hai cái lá mầm lên giống như trong video của em nha. Đây mấy anh chị thấy nó ra rễ nhiều ghê không? Đó, các rễ còn tù tủa luôn á, mới có 2 ngày 2 đêm mấy anh chị. Tại vì em cũng sáng hôm nay em mới rảnh cho nên là em mới trồng, chứ nếu mà em nghĩ chắc là khoảng 2 ngày với 1 đêm là em nghĩ là được á mấy anh chị ơi, là nó cũng đủ điều kiện để mình trồng rồi đó mấy anh chị. Thì cái hạt nào mà nó nứt hơi cao á, thì mấy anh chị trầm cho nó nhô hai cái lá mầm lên giống như em vậy nè mấy anh chị ha. Còn những cái hạt nào mà nó mới vừa nứt cái nanh ra hay gì đó thì mấy anh chị cho nó ngập xuống dưới đất luôn, không sao cả nha mấy anh chị. Để rồi nó sẽ lên cao thôi. Rồi bây giờ em sẽ đem để nó vào trong chỗ mát ha, chờ nó phát triển rồi em quay lại chia sẻ cho mấy anh chị xem nha mấy anh chị. Dạ thưa quý anh chị, đây là mấy cây dưa hấu của chúng ta ha, đã được 15 ngày tuổi kể từ khi chúng ta gieo hạt ha, kể từ khi chúng ta gieo vào trong cái hũ này. Thì hôm nay thì mỗi cây cao khoảng tầm được 15 cm và ra khoảng được từ 3 đến 4 cái lá thật ha mấy anh chị. Thì bây giờ là cái thời điểm rất là thích hợp để mình bứng vào các cái thùng lớn để mình trồng ra ngoài để cho mình bắt đầu lấy trái ha mấy anh chị. Bây giờ thì cây dưa hấu nó đã khá là khỏe rồi. Rồi thì ở đây em cũng có đã chuẩn bị sẵn các cái thùng rồi đây mấy anh chị ơi. Thùng này thì em đã có đục lỗ sẵn hết rồi nha. Ví dụ như thùng này thì em đã đục lỗ ở dưới đáy ha mấy anh chị. Mấy anh chị cũng có thể đục lỗ bên hông ha, bên hông có vị trí này giùm em ha, cũng được luôn ha mấy anh chị. Đó, em có chuẩn bị 4 thùng, đằng kia là 2 thùng ha mấy anh chị. Rồi, bên đây là 2 thùng rồi mấy anh chị ơi. Dạ, còn đây là các cái giá thể mà để chúng ta trộn, để chúng ta trồng cây dưa hấu vào trong thùng ha mấy anh chị. Đây đầu tiên là đất ha mấy anh chị, là thành phần rất là quan trọng và quan trọng nhất. Đất này thì em đã sử dụng rồi, bây giờ em tái sử dụng lại. Đất này thì vụ trước em đã trồng cải ha, bây giờ mình sẽ chuyển qua trồng dưa. Kế tiếp thì bên đây em có trấu sống ha mấy anh chị, trấu này là người ta chưa hung, bên này là trấu đã hung rồi nè mấy anh chị ơi. Và kia là phân bò mấy anh chị. Ngoài cái đất mà mình tái sử dụng lại kia thì em cũng có đã chuẩn bị thêm một bao đất mới ha. Bao đất này hiệu Tribat ha mấy anh chị. Đất này rất là giàu dinh dưỡng, nhưng mà có một cái nhược điểm đó là nó thoát nước rất là kém ha, cho nên mình phải trộn thêm các cái loại giá thể khác để mà nó tăng cái độ thoát nước cho đất. Cái phần này thì em có chia sẻ rất là kỹ ở trong cái video mà trộn đất rồi. Còn đây là cái vỏ đậu phộng anh chị. Đây là một cái loại phân hữu cơ cũng khá là tốt mà cũng rất là khó kiếm mấy anh chị ha. Cái này thì ở quê của em, ba em trồng đậu phộng á mấy anh chị, xong rồi mình lấy cái hạt đậu phộng mình ép dầu, mình lấy cái hạt ở trong mình ép dầu, còn cái vỏ bên ngoài á thì người ta sẽ xay nhuyễn và người ta đóng thành từng cái bánh lớn ha. Khi nào mà mình bón cho cây thì mình sẽ làm vụn ra như thế này, xong rồi mình trộn với đất hoặc là mình bón cho cây cũng rất là tốt ha mấy anh chị. Rồi thì để không mất thời gian của anh chị nữa thì bây giờ em tiến hành đi trộn đất để trồng cây dưa vào trong thùng luôn mấy anh chị ha.
Dạ thưa mấy anh chị, thì trước khi mình cho đất vào trong thùng để mình trồng á, thì mấy anh chị nhớ lưu ý giùm cho em một cái vấn đề nhỏ như thế này ha. Đó chính là mình sẽ lót ở dưới cái đáy thùng một lớp trấu sống mỏng ha mấy anh chị, khoảng tầm từ 3 đến 4 cm gì đó mấy anh chị ha. Mục đích chính đó là giúp cho cái thùng trồng dưa hấu của mình nó thoát nước tốt mấy anh chị. Và nó giúp cho cái đất của mình nó thông thoáng ha. Tại vì mình trồng dưa hấu thì mình trồng thời gian cũng khá là dài mấy anh chị ơi. 3 đến 4 tháng lận mấy anh chị. Dạ thì mình trồng với cái thời gian dài như vậy á, thì mình cần phải đảm bảo cho cái bộ rễ của mình lúc nào cũng thông thoáng để cho nó phát triển tốt ha. Chứ nếu không thì nó mà ẩm ướt thường xuyên thì rất là dễ bị nấm bệnh mấy anh chị. Dạ thì em đã trộn đất rồi cho đất vào trong thùng xong luôn hả mấy anh chị. Bây giờ mình sẽ bứng cây dưa mình trồng vào mấy anh chị ha. Để nó ra quá trời luôn đó mấy anh chị. Nhiều rễ ghê em à. Mấy anh chị là nhớ trồng dùm cho em là nó lệch qua một bên thùng hả mấy anh chị? Như cái cây em đang trồng trong thùng mấy anh chị thấy không, em trồng nó dạt hết qua một bên ha, để cái phía bên này mấy anh chị, để phía bên này á, mai mốt nữa cây dưa của mình nó lớn lên á, mình sẽ móc phía bên này á, mình bón phân vào cho nó thì nó sẽ đỡ ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây mấy anh chị ha. Nếu mình trồng ở giữa thì nhiều khi rễ nó ăn đều hai bên á, thì nó sẽ lúc mà mình xới đất lên để mình bón thúc cho cây á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến rễ của cây nhiều hơn thôi mấy anh chị. Cho nên là em trồng dạt qua hết một bên để cho mai mốt rễ nó ăn vào phía bên này. Mấy anh chị cho đất vào trong thùng trồng á, thì mấy anh chị cho khoảng tầm cỡ 2/3 thùng ha mấy anh chị. Mấy anh chị đừng có cho đầy thùng ha. Mình chừa lại một khoảng ở trên. Cái thứ nhất là để tưới nước và cái thứ hai là để mai mốt nữa cây nó phát triển tùy từng giai đoạn thì mình sẽ bổ sung thêm ít đất và ít phân cho cây ha mấy anh chị. Dạ thì em đã trồng xong hết 4 cái thùng dưa của em rồi mấy anh chị ha. Mỗi thùng thì em trồng 2 cây và em trồng dạt qua một bên hết ha mấy anh chị. Để mai mốt cái không gian phía bên này á, thì mình bón thúc cho cây nó dễ hơn và nó đỡ ảnh hưởng đến mùa rễ của cây ha mấy anh chị ha. Thì cái thùng của em nó có kích thước là dài 60 mấy anh chị, còn ngang là 40, cho nên em trồng 2 cây mấy anh chị ơi. 4 thùng là em trồng được 8 cây. Rồi bây giờ em sẽ đi tưới nước cho nó luôn mấy anh chị ha. À có một con giun đang bò mấy anh chị, kệ nó, để nó chui xuống dưới xong rồi nó sẽ làm cho đất mình tơi xốp rất là tốt, chôn xuống luôn. Dạ thì thùng dưa của chúng ta sau khi chúng ta trồng xong hả mấy anh chị, tưới nước đồ xong hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ phủ lên trên mặt cho nó một lớp rơm rạ hả mấy anh chị, hoặc là lá cây khô. Nếu mà mấy anh chị không có rơm rạ cũng như không có lá cây khô thì mình sẽ phủ lên cho nó một cái lớp bao như thế này nè mấy anh chị ơi, cũng được hả mấy anh chị. Đây là cái bao đất tri bát lúc nãy nè, em đã cắt ra thành từng miếng nhỏ để mình phủ lên trên mặt hả mấy anh chị. Mục đích là để làm cho cái mặt đất ở trên mặt của cái thùng trồng dưa của mình hả mấy anh chị, cho nó vẫn luôn luôn giữ được ẩm ha. Khi nào mà nắng gắt thì nó cũng không có khô quá cái mặt đất trên mặt hả mấy anh chị. Đó, bây giờ mình sẽ tủ lên trên mặt đất như thế này hả mấy anh chị. Rồi, cứ các cái thùng còn lại em cũng sẽ làm tương tự như thùng này hả mấy anh chị ha. Thì cái video mà trồng dưa của em đến đây thì nó cũng cơ bản là nó cũng hoàn thiện ha mấy anh chị. Thì bây giờ chỉ cần chờ kết quả mình chăm bón nữa, khi nào mà nó có kết quả thì em sẽ chia sẻ lại cho mấy anh chị luôn ha. Thì trước tiên thì em mong mấy anh chị hãy để lại cho em một lượt đăng ký cũng như là nhấn vào nút chuông ha, để theo dõi các video tiếp theo của em, để cho em có cái động lực để làm video tiếp theo ha. Còn những cái cây dưa mà còn dư này thì em để đó, khi nào mà trong các cái dưa này mà có cây nào mà nó bị bệnh hay là nó bị gì thì mình sẽ thay thế ha mấy anh chị ha. Mấy anh chị đừng có vội bỏ uổng ha mấy anh chị. Dạ rồi thì sau công bao ngày chăm sóc thì đến hôm nay thì cây dưa của em đã bắt đầu trổ bông rất là nhiều rồi hả mấy anh chị ha. Bông cái, bông đực đều nở hết rồi hả mấy anh chị. Thì từ khi chúng ta trồng đến hôm nay là đúng 2 tháng hả mấy anh chị ha.
Đây là mấy cái bông đang nở rút sáng sớm rất là đẹp anh chị ơi. Thì sáng hôm nay em muốn quay lại và chia sẻ đến quý anh chị cái cách mà mình hỗ trợ cho cây dưa nó thụ phấn ha mấy anh chị, để nó tăng cái khả năng đậu trái cho cây dưa ha mấy anh chị ha. Dạ thì thông thường thì cây dưa của chúng ta bông đực nó sẽ trổ trước khoảng tầm 1 tuần đến 10 ngày ha mấy anh chị. Tiếp đó thì bông cái nó mới ra sau và bắt đầu nó mới trổ ha. Thì đầu tiên thì em sẽ chia sẻ đến quý anh chị cái cách mà mình phân biệt giữa bông đực và bông cái trước. Tại vì còn có cũng em thấy cũng khá là nhiều anh chị hỏi cái bông đực là bông nào, bông cái là bông nào. Thì thực sự nó cũng rất là dễ để phân biệt ha mấy anh chị. Dạ rồi thì bây giờ em sẽ chia sẻ đến quý anh chị cái cách mà mình phân biệt bông đực với bông cái ha mấy anh chị. Thì cái này nó việc này nó rất là dễ thôi mấy anh chị ơi. Thì như trước mặt mấy anh chị đây, đây là cái bông đực ha mấy anh chị ha. Thì mấy anh chị quan sát kỹ thì bông đực nó có cái cuốn bông suông đuột như thế này. Rồi lên trên là nó nở ra như thế này thôi ha mấy anh chị ha. Đây mấy anh chị quan sát kỹ nha, nó suông như thế này ha mấy anh chị ha. Còn phía trên đây mấy anh chị, đây trước mặt mấy anh chị đây là cái bông cái ha mấy anh chị. Thì cái bông cái á là khi nó ra cái cuốn bông thì nó sẽ có phình ra cái trái ở phía bên dưới, cái trước khi nó nở bông thì phía nó phình ra cái bầu trái ở phía bên dưới đây ha mấy anh chị ha. Đó mấy anh chị quan sát hai bông để em đưa ra xa, mấy anh chị quan sát hai bông nó rất là rõ ràng ha. Đây là bông đực nè mấy anh chị, cái cuốn bông rất là suông ha. Còn đây là bông cái cuốn bông nó có phình cái bầu trái ra như thế này. Rồi thì đó là cách phân biệt bông cái bông đực ha. Bây giờ chúng ta sẽ hỗ trợ cho cây dưa hấu của mình nó thụ phấn luôn ha mấy anh chị. Dạ rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ hái một cái bông đực ha mấy anh chị. Chúng ta chọn cái bông mà nó nở thật là rộ ha, để cho phấn trên cái bông cho nó được nhiều ha mấy anh chị. Đây như ở đây em hái cái bông này ha mấy anh chị. Rồi sau khi hái xong thì mấy anh chị sẽ ngắt bỏ hết mấy cái cánh hoa này giùm cho em này. Đó mấy anh chị sẽ ngắt nhẹ nhàng cho nó rớt hết mấy cánh hoa này ra ha, để mình ụp cái nhị của cái bông đực này vào trong cái bông cái ha mấy anh chị. Rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái nhị bông đực này vào bông cái đây mấy anh chị ơi. Đó, đây là cái nhị của bông cái nè mấy anh chị. Chúng ta sẽ đưa cái bông đực vào chúng ta xoa ha. Chúng ta xoa xung quanh như thế này. Xoa đều cái bông cái như thế này. Rồi, như vậy là chúng ta đã hỗ trợ cho cây dưa của mình thụ phấn xong ha mấy anh chị. Rất là đơn giản ha. Dạ rồi thì cứ như vậy chúng ta thụ phấn cho các cái trái tiếp theo nếu mà nó nở ha mấy anh chị ha. Thì vườn nhà em cũng có ong bướm đang tiến hành phụ thụ phấn cho cây ha. Thì cái chính thì ong bướm vẫn là chính ha mấy anh chị. Nhưng mà mình có rảnh thì mình phụ cho cây dưa hấu mình nó thụ phấn thêm. Rồi thì em cũng có chia sẻ đến quý anh chị một cái lưu ý nữa. Đó chính là những cái nhánh mà đây, ví dụ như những cái nhánh mà nó ra lặt vặt như thế này nè mấy anh chị ơi. Đó, những cái nhánh nhỏ nhỏ như thế này nè, thì quý anh chị nên cắt bỏ hết đi ha. Đó, phía dưới gốc này cũng đang ra mấy cái nhánh nhỏ nhỏ nè mấy anh chị. Thì chúng ta nên cắt bỏ hết đi ha mấy anh chị ha. Để cho cây dưa của mình nó tập trung chất dinh dưỡng, nó nuôi các cái bông, các cái trái bên trên. Còn những cái nhánh nhỏ nhỏ con như thế này thì mình không có để chi ha mấy anh chị ha. Rất là mất sức cây dưa mà nó cũng không có hiệu quả gì hết. Một điều thứ hai nữa là mấy anh chị không nên tiếc những cái trái dưa của mình ha mấy anh chị. Khi chúng ta thụ phấn thành công, chúng ta quan sát thấy trái dưa của mình bắt đầu lớn thì quý anh chị nên loại bỏ hết những cái trái đều, những trái nhỏ ha. Mấy anh chị mỗi dây mỗi gốc á, mấy anh chị chỉ nên để cho em từ 1 đến 2 trái thôi ha mấy anh chị. Nếu cái dưa của mình chỉ cảm giác khỏe thì mấy anh chị để 2 trái, còn không mấy anh chị chỉ để 1 trái duy nhất thôi. Thì lúc đó thì cái trái dưa của mình nó mới đủ chất dinh dưỡng, nó phát triển được. Mình không thể nào so sánh với những cái nhà vườn mà người ta trồng ở ngoài ruộng, ở ngoài đất được hai anh chị ha. Ngoài đó thì chất dinh dưỡng nó nhiều hơn so với mình trồng trong chậu, trong thùng. Cho nên là quý anh chị không có nên tiếc mà để nhiều hoa anh chị ha. Để như thế thì nó sẽ làm cho trái dưa của mình đều và nó không có lớn được. Dạ rồi thì em cũng mong những cái dưa của em nó đậu và nó lớn nhanh nhanh để em qua em tiếp tục em chia sẻ lại cho đến quý anh chị hai anh chị. Dạ và cuối cùng thì sau bao ngày chăm sóc thì hôm nay cây dưa hấu của chúng ta cũng đã đậu trái rồi mấy anh chị ha. Đó trước mặt mấy anh chị là có một cái trái rất là đẹp ha mấy anh chị. Thì từ khi mình thụ phấn đến nay là đã được 2 tuần rồi mấy anh chị ơi. Thì cũng được mấy trái đậu rồi ha mấy anh chị. Nói chung là cũng rất là vui rồi, nói chung có đậu là vui rồi mấy anh chị ơi. Ở đây cũng đậu thêm được một trái ha mấy anh chị ha. Đang rất là xanh, đang trong giai đoạn bắt đầu lớn ha mấy anh chị. Nhìn rất là cưng mấy anh chị ơi. Dạ phía trên đây cũng có một trái nè mấy anh chị. Trái trên đây thì lớn hơn một tí xíu.
Đó, mấy anh chị thấy cưng ghê không? Đang lớn này mấy anh chị ơi, 2 tuần. Trái đây là cái trái đậu đầu tiên mấy anh chị, là trái lớn nhất ha. À, bây giờ thì đã đậu được 5 trái rồi mấy anh chị ơi. Trên đây cũng có một trái bắt đầu đang lớn rồi nè mấy anh chị. Tuốt ở trên cao này thì cũng đã đậu thêm được một trái ha mấy anh chị ha. Nhưng mà em cũng không hiểu sao là mình trồng cái giống dưa tròn á, thì nhìn nó tròn đó nhưng mà nó cũng hơi méo méo một bên mấy anh chị, cũng chả hiểu nữa. Đó mấy anh chị thấy không, nó hơi méo 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 một bên này. Nhưng mà không sao, mong là nó lớn rồi nó sẽ hết ha mấy anh chị. Dạ thì em đã chia sẻ đến quý anh chị cái quy trình từ khi mà mình gieo hạt cho đến khi mình chăm sóc cây dưa đậu quả như thế này ha mấy anh chị ha. Thì thời gian đến hôm nay thì cũng từ khi mình trồng đến hôm nay cũng đã được gần 3 tháng rồi ha mấy anh chị. Cũng là một khoảng thời gian khá là dài. Thì hôm nay cũng đã là ngày 22 tháng chạp rồi mấy anh chị ơi. Thì chỉ còn khoảng tầm một tuần nữa thôi thì sẽ kết thúc năm cũ và bước sang năm mới Tân Sửu năm 2021 ha mấy anh chị ha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị rất là nhiều khoảng thời gian qua đã cùng đồng hành, cùng chia sẻ với kênh Rau Sạch Nhà Trồng của em. Thì bước sang năm mới thì em cũng rất mong quý anh chị luôn luôn đồng hành, luôn luôn chia sẻ với kênh của em ha mấy anh chị ha. Sẵn tiện đây thì em cũng xin kính chúc toàn thể quý anh chị có một năm mới thiệt là dồi dào sức khỏe, vui vẻ, gặp thật nhiều thuận lợi, gặp thật nhiều may mắn, gặp thật nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống ha mấy anh chị ha. Em xin kính chúc toàn thể mọi người một năm mới thiệt là an khang thịnh vượng. Dạ thì cái giống dưa của mình ở đây thì cũng không có to lắm mấy anh chị. Cái giống dưa này thì nó khoảng tầm 1 ký, hơn 1 ký đổ lại thôi mấy anh chị ơi. Nó to khoảng tầm hơn cái chén ăn cơm một tí xíu thôi. Thì giờ đến Tết còn khoảng tầm một tuần nữa thì mong nó sẽ lớn thêm được tí xíu nữa để mà mình chưng Tết luôn ha mấy anh chị ha. Tại vì mình trồng mình treo trước nhà mà, thì cái này chưng Tết cũng rất là hay ha mấy anh chị. Trước nhà đi vô cái thấy có mấy trái dưa treo lủng lẳng cũng rất là đẹp ha mấy anh chị ha. Dạ rồi, thì bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video lần sau một cái năm mới 2021 ha. Quý anh chị cũng đừng có nhớ để lại cho em một like, cũng giống như là ấn vào nút chuông ha mấy anh chị. Nhớ đăng ký kênh của em luôn để theo dõi và ủng hộ kênh Rau Sạch Nhà Trồng của em nha. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt tất cả quý anh chị.